Xin chào các bạn đến với kênh Mr. Coin. Hôm nay là ngày thứ năm ngày 11 tháng 5 và mình sẽ quay trở lại với các bạn trong một video để cập nhật với các bạn về tình hình thị trường và những tin tức quan trọng các bạn nhé. Đầu tiên thì mình sẽ cập nhật với các bạn những cái cấu trúc chính của những cái thị trường lớn ở trên thị trường tài chính thế giới. Đầu tiên thì đó chính là thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm. Ở trên khung tuần cấu trúc chính vẫn là cấu trúc giảm với những cái đỉnh đáy sau thấp hơn đỉnh đáy trước. Tuy nhiên thì đã hình thành một cái cấu trúc phụ đó, với những cái uh, đỉnh đáy sau cao hơn đỉnh đáy trước thì đó là cái cấu trúc phụ tăng. Tuy nhiên thì cần phải phá được cái kia level ở trên này thì chúng ta mới có cái uh, cấu trúc chính giảm bị phá vỡ và thị trường có cái cấu trúc uh, chính là cấu trúc tăng được. trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn hai uh, năm. Thì hiện tại uh, đã phá vỡ được cái cấu trúc giảm rồi. Đó, tuy nhiên thì chưa hình thành được cấu trúc tăng, chúng ta cần phải tạo được những cái đỉnh đáy sau cao hơn ngày trước thì mới hình thành được cấu trúc tăng. Đối với cả uh, Forex thì chúng ta có euro USD, Thì euro USD từ đầu năm thì đã hình thành được cấu trúc tăng rất là rõ rệt, đã phá hoàn toàn được cấu trúc giảm ở năm ngoái rồi. Tiếp theo là vàng. Đó vàng thì hiện tại đang ở trong một cái cấu trúc tăng. Đó như các bạn thấy. À, đã đã phá được cái cấu trúc uh, giảm à, giống như là Euro USD rồi đúng không ạ? Không tuần thì cấu trúc tăng này rất là rõ rệt. À, thậm chí là thực ra là về đóng đến tuần thì vàng đã tạo được all time high mới rồi, đúng không ạ? Chúng ta không tính dâu đến thì về đóng đến tuần thì vàng đã tạo được all time high mới rồi. Đối với cả S&P 500 thì uh, khá là giống so với cả trái phiếu uh, kỳ hạn 10 năm. Đó thì hiện tại cấu trúc chính vẫn đang là cấu trúc giảm, cấu trúc phụ thì chúng ta đã có cấu trúc tăng nhưng mà vẫn chưa à, chưa chuyển thành cấu trúc chính được. Đó, cái câu chuyện cấu trúc chính phụ này thì trước đây thì mình cũng đã chia sẻ đối với cả Bitcoin. Nếu các bạn nào theo dõi um, những chia sẻ của mình từ đầu năm đặc biệt là giai đoạn um, từ giữa tháng 3 năm nay đổ lại, đó thì các bạn sẽ hiểu được thế nào là cấu trúc phụ cấu trúc chính. Đối với cả Bitcoin thì cấu trúc chính hiện tại của Bitcoin vẫn là cấu trúc tăng. đó mặc dù là trong những tuần vừa qua thì đang có sự điều chỉnh ở trong video hôm trước thì mình có chia sẻ giai đoạn uh, giữa năm giai đoạn này là một giai đoạn nhạy cảm uh, kỳ vọng của thị trường về uh, những cái tin tức tốt cụ thể là việc uh, phép xoay cái cái hướng chính sách của mình uh, từ diều hâu thành bồ câu hơn thì đã được thực hiện dần rồi. Đó. Uh, nên là uh, các thị trường đã tăng theo cái kỳ vọng đó. Uh, tuy nhiên thì cái giai đoạn từ đây trở đi cho tới cuối năm thì mình nghĩ là nó sẽ khó đoán. À, liệu kinh tế Mỹ sẽ còn tốt ở trong thời gian dài, à, sức mua của người dân vẫn còn mạnh, số lượng việc làm vẫn tốt, lạm phát à, sẽ còn kéo dài và Fed sẽ phải tiếp tục à, giữ lãi ở mức cao và tiếp tục QT. Đó thì nếu mà kịch bản đó xảy ra thì nó sẽ xấu thị trường. Còn nếu mà kịch bản là kinh tế Mỹ sẽ à, sẽ đi xuống nhanh, à, nhiều vụ phá sản, à, đặc biệt là phá sản ngân hàng nữa xảy ra và Fed sẽ cần phải vội vàng nhanh chóng à, thay đổi chính sách, vội vàng nhanh chóng quay xe. Đó thì đó lại là một kịch bản khá là tốt cho những cái à, thị trường tài sản mang tính trú ẩn, mang tính thay thế cho những tài sản truyền thống như là bitcoin, như là vàng chẳng hạn. nên là cái giai đoạn này là giai đoạn mình nghĩ là mang tính rủi ro hơn và cái sự không chắc chắn nó sẽ cao hơn, rất là khó đoán ở trong cái giai đoạn này. các bạn sẽ cần phải xác định cái yếu tố rủi ro này, rủi ro này không có nghĩa là nó sẽ tăng hay nó sẽ giảm, rủi ro này có nghĩa là chúng ta sẽ rất là khó để mà có cái sự chắc chắn ở trên thị trường. À, ví dụ đầu năm nay chúng ta có nhiều cái tin tức chắc chắn hơn chúng ta biết là fed nó sẽ phải chuyển dịch dần nhưng mà đến cái đoạn này thì mọi cái kỳ vọng những cái tin tức tốt thì thị trường gần như là đã 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 đã, đã price in rồi đã vào trong giá rồi đúng không ạ cái đoạn này thì cái yếu tố không chắc chắn thì nó sẽ cao hơn chúng ta sẽ khó để mà gọi là có một cái dự đoán có xác suất chính xác nó nó cao nên là các bạn sẽ cần phải cân nhắc cái yếu tố rủi ro này và điều chỉnh cái danh mục về trade dài hạn, về đầu tư của các bạn theo những cái diễn biến này, đó thì đó là cái suy nghĩ của mình Bitcoin đợt này đang test cản 30.000 đô, như các bạn thấy rất là rõ ràng ở trên cái trạng đồ thị Đúng không? chúng ta vẫn chưa vượt qua đối ngưỡng khoảng 30-31.000 đô đợt test cản này thì mình cảm giác là nó cũng căng thẳng giống như đợt test cản 25.000 đô, các bạn nhớ là giai đoạn đầu tháng 8 để thời giữa tháng 8, năm ngoái 2012 thì Bitcoin sau khi rơi về 17-18.000 thì đã hồi lên mà test cái cản 25.000 uh, đô. À, sau đó thì vào giai đoạn tháng 3 rồi, rồi thì cũng đã test cái cản uh, 25.000 đô một lần nữa. Cản 25.000 đô này thì được tạo ra bởi uh, cái sự kiện uh, Celsius sụp đổ uh, cũng như là cái sự kiện thanh lý của cái quỹ Sierra Capital. Đó như các bạn thấy đúng không ạ? Đó thì uh, khi mà những cái sự kiện xấu nó xảy ra thì giá đã đứt cái khu vực 25.000 đô uh, rơi xuống rất là mạnh. Còn cản 30.000 đô thì được tạo ra bởi cái sự kiện thanh lý của Terra Đó như các bạn thấy đây, đúng không ạ? Thì giai đoạn trước cái sự kiện thanh lý này thì giá vẫn ở trên 30.000 nhưng sau đó thì đã giảm rất là mạnh xuống dưới 30.000 sau khi mà cái đồng UST nó bị depeg và Terra phải bán rất là nhiều Bitcoin đi. Ngoài ra thì mức 30.000 đô cũng là một cái mức hỗ trợ, một cái mức support rất là mạnh của cả cái uptrend 2021 ở đây. Đó các bạn thấy, đó thì giá liên tục là ở trên cái mức 30.000 này Nên là cái mức 30.000 là thực sự là Một cái mức mà rất là nhiều tay chơi khả năng đã bị thanh lý Mặc dù là phía trên 30.000 có rất là nhiều Những cái khu vực order block và khu vực imbalance Là những cái khu vực hỗ trợ tiềm năng mà mình cũng đã chia sẻ Nhưng mà khả năng là để mà vượt qua được cái, được cái Mức tâm lý 30.000 này Thì cũng sẽ cần phải có À, những cái động lực về tin tức à, nhất định và giá khả năng là cũng phải trải qua một cái đợt à, à, tích lũy nhất định. Tại vì những người mà bị kẹt hàng đây là họ sẽ sẽ bán dần. Đó. Đó. Mà mặc dù vậy thì à, nhìn nhìn lại các bạn thấy được rằng là có rất là nhiều sự kiện thanh lý của bitcoin xảy ra và thực tế là mỗi sự kiện này thì những cái ví ví rất là lớn thì gom lại rất là nhiều bitcoin. Đó thì các bạn thấy được rằng là thực sự là là cái tài sản này có giá trị rất là lâu dài. Đó, còn uh, hiện tại uh, hiện tại thì như hôm trước mình cũng đã chia sẻ rồi. Uh, nếu mà giai đoạn uh, hết tháng 5 rồi sang tới khoảng uh, giữa tháng 6 ví dụ sau cái thời điểm phép LMC tháng 6 tới mà giá nó không vượt được 30.000 thì khả năng là là chúng ta sẽ sẽ cần phải cẩn thận hơn. Còn bản thân mình thì hiện hiện tại thì mình vẫn sẽ nhìn vào những cái target cao hơn, ví dụ như là những khu vực uh, imbalance từ 32 cho tới 37.600 đó hoặc là khu vực OB ở phía trên. Mặc dù vậy thì như mình nói hôm trước thị trường sẽ luôn luôn có những tình huống bất ngờ. Ví dụ như cái tháng 2 vừa rồi, là không ai ngờ được khi mà Bitcoin đang giảm như vậy. Đó, nó tưởng là Bitcoin nó sẽ nó sẽ lấp luôn cái khu vực imbalance ở trên không tuần đây, có nghĩa là nó sẽ rơi từ khoảng 25.000 về tận vùng 17 18. .000. Đó nhưng mà chúng ta lại có một cái sự kiện là ngân hàng SPB sụp đổ và Fed phải bơm tiền để mà cứu trợ À, một cái tin tức cực kỳ cực kỳ bullish cho bitcoin và vàng vì bitcoin và vàng là hai cái tài sản trú ẩn thay thế cho hệ thống ngân hàng tập trung hóa truyền thống và tiền được in ra nhiều để cứu trợ thì về lâu dài lạm phát càng nhiều và bitcoin và vàng lại được lợi đó là động lực về mặt tin tức để giúp bitcoin phá cái đỉnh 25 mươi ngàn đó nhưng mà cái hiện tượng black swan đó có thể là kỳ lạ ở trong cái môi trường bình thường nhưng mà trong môi trường lãi suất cao hiện tại của fed thì lại rất là dễ xảy ra à, nên mặc dù về phân tích kỹ thuật cái cản 30 mươi ngàn là một cái cản đã rất là mạnh và đúng là ở trong những tuần vừa qua Bitcoin có vẻ đã bị đội uh, be ở đoạn 30.000 đánh xuống. Đó đặc biệt là ngày hôm qua chúng ta thấy là Bitcoin uh, sau cái tin CPI là nó cũng tăng rất là mạnh nhưng mà sau đó là đã có một cái sự uh, thanh lý phe long rất là mạnh, đã bị đánh xuống rất là mạnh ở đây như các bạn thấy. Uh, thì chúng ta có cái thông tin phát là chính phủ Mỹ đã bán khoảng gần 10.000 Bitcoin. Đó thì đã khiến cho giá nó nó giảm rất là mạnh và gần như những ai mà chờ cái tin CPI tốt để mà mua vào này kia đúng không ạ các thị trường khác thì vẫn tăng rất là đẹp nhưng mà riêng bitcoin thì chúng ta thấy là tăng một đoạn thì có một cái cây nến giảm rất là mạnh đó thì các bạn thấy là cái cái áp lực của khu vực 30 ngàn nó nó rất là lớn tại vì nếu mà phá được 30 ngàn thì cái tâm lý thị trường nó sẽ thay đổi hoàn toàn đó nên là như mình đã chia sẻ là cái cái vùng này là cái vùng tích lũy này rồi cũng là vùng cả vùng của áp lực bán của những cái người bị thanh lý ở phía trên khá là mạnh nhưng mà chúng ta cũng không thể biết được rằng là ở trong cái môi trường lãi suất cao hiện tại uh, sẽ có những cái black swan gì sẽ có những khủng hoảng gì nên là sẽ luôn luôn có những cái trường hợp uh, bất ngờ có thể xảy ra bản thân mình thì sẽ chỉ bearish khi mà có đầy đủ tín hiệu cả về phân tích kỹ thuật của bitcoin uh, về phân tích các những cái thị trường khác và tình hình tin tức mà thôi còn hiện tại thì do các thị trường lớn uh, vẫn ở trong một cái cấu trúc tăng có thể là cấu trúc chính là tăng hoặc là cấu trúc phụ là tăng đó nên là bản thân mình hiện tại thì vẫn chưa bearish uh, về bitcoin và khả năng là mình sẽ chờ tới khoảng uh, cuối tháng sáu lúc đó nếu mà mọi thứ nó không như kỳ vọng mà các thị trường bắt đầu quay uh, đầu giảm thì mình mới gọi là chấp nhận là đúng là trong cái kỳ Intel trend này đỉnh của bitcoin chỉ là 30 mươi ngàn còn hiện tại thì vẫn mình nghĩ là vẫn uh, hơi sớm quá để mà chúng ta uh, chuyển sang trạng thái bearish về dòng tiền chảy vào thị trường thì đối với cả uh, stablecoin thì như các bạn thấy là uh, cái lượng uh, stablecoin USDT, USDC wdc ở trong những tuần vừa qua thì nó khá là ổn định nó đi ngang ở trong Uh, một cái biên độ uh, từ khoảng 112 tỷ cho tới khoảng 113 tỷ. Vẫn thấy được rằng là USDC luôn luôn được rút ra khỏi thị trường rất là nhiều, còn USDT thì chảy vào rất là nhiều. Uh, còn uh, về cái dòng tiền đối với cả những cái quỹ uh, crypto đó thì ở đây um, mình phải dùng VPN để mình mới xem được uh, cái cái, cái chat này full. Đó thì các bạn thấy là trong bao tuần vừa qua thì cái dòng tiền nó đã chảy ra khỏi những cái quỹ crypto rồi, đúng không ạ? Hơi buồn, mọi trước đó thì chảy vào. Có lẽ là có một số những cái nhà đầu tư lớn thì họ họ đã chốt ở cái mức cản là 30.000 đô. Họ thấy cái mức cản này là nó cứng quá, họ chọn chốt. đó Hoặc là có một số đội kẹt hàng từ năm ngoái, à, bây giờ Bitcoin lên lại cái mức entry của họ chẳng hạn thì sau một năm à, lỗ thì bây giờ là khả năng là họ sẽ phải cắt giảm vị thế nhiều khi là những cái cổ đông của họ bắt họ phải cắt giảm vị thế đúng không ạ ví dụ đầu tư quỹ thì nhiều khi là cái ý kiến của những nhà đầu tư những cổ đông rất là quan trọng chúng ta nhiều khi là phải nghe theo ý kiến của họ nếu không là họ rút vốn thì chúng ta cũng 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 khổ đúng không ạ à, có thể chúng ta tin tưởng là bitcoin nó sẽ lên cao hơn nữa nhưng mà cổ đông sau một năm gồng lỗ thì họ cũng chịu được họ bắt chúng ta phải cắt thì chúng ta phải cắt thôi đó về tin CPI thì hôm qua lạm phát Mỹ đạt 4,9% thấp hơn kỳ vọng và kỳ trước là 5%. Lạm phát lõi chỉ ở mức là 5,5% thấp hơn kỳ trước 5,6% và bằng so với dự báo thì đây là một tin tức khá là tốt. Và các thị trường khác thì tăng rất là nhiều nhưng mà Bitcoin các bạn nhớ là có một cú kêu long rất là mạnh hôm qua. Đó. Về kinh tế Mỹ thì chúng ta có nhận định của Warren Buffett về kinh tế Mỹ ở trong cái đại hội cổ đông vừa rồi của Berkshire Hathaway thì Warren Buffett là người sở hữu rất là nhiều công ty và tập đoàn quan trọng nên là ông có tầm nhìn khá là chuẩn xác uh, rất là rộng về kinh tế Mỹ. Thì ông ấy nói rằng là uh, trong cái giai đoạn này chúng ta có thể là kinh tế Mỹ nó sẽ đi xuống. Tại vì uh, ông quan sát thấy là ở trong những công ty của mình thì cái lượng hàng tồn kho là nó đang tăng dần lên và các công ty này sẽ cần phải hạ giá hàng bán để mà đẩy hàng tồn kho đi. Đó thì mình nghĩ rằng là đây cũng chính là cái điều mà Fed mong muốn khi mà, mà nâng cái lãi suất lên thì cái nhu cầu tiêu thụ của mọi người sẽ giảm dần và các doanh nghiệp là sẽ phải hạ cái mức giá của mình bán dần dần đi và nó sẽ khiến cho cái lạm phát đi xuống dần đó kịch bản tốt đẹp nhất mà chúng ta kỳ vọng đó là sẽ không có suy thoái đúng không ạ kinh tế mỹ chỉ chậm lại dần có suy thoái thì cũng chỉ suy thoái nhẹ thôi hoặc là không có suy thoái thì càng tốt và cái lạm phát nó đi xuống dần thì đó sẽ là kịch bản tốt nhất đối với kinh tế mỹ à, tuy nhiên thì vẫn có những cái bình luận nó diều hâu hơn ví dụ như bình luận của ông drunken miller là một cái huyền thoại đầu tư ở trên phú quốc đó thì uh, ông ấy nghĩ rằng là mặc dù mọi thứ sẽ không xấu được như năm 2007 2008 tuy nhiên thì có thể là sẽ có những cái sự kiện khá là lớn đó ông ấy nói một cái điều đơn giản là uh, khi bạn có tiền miễn phí ấm chỉ việc uh, chính phủ mỹ liên tục qe bơm tiền và lãi suất bằng không phần trăm đúng không ạ thì chúng ta À, có một cái nguồn thanh khoản nguồn tiền rất là lớn thì mọi người sẽ làm những điều ngu ngốc, còn khi các bạn có tiền miễn phí trong vòng 11 năm mọi người sẽ làm những điều thật sự ngu ngốc. Do đó thì có những cái um nhọt ở trong hệ thống và đang vỡ dần ra, hiển nhiên là một trong số đó là những khủng hoảng ngân hàng địa phương Mỹ gần đây, cũng như là các công ty như là Bed Bath Beyond ở Mỹ, đó là những công ty mà có cái leverage đòn bẩy rất là nhiều bây giờ thì đang sập đúng không ạ? Nhưng mà à, tôi nghĩ sẽ có thêm nhiều cái um nhọt tiếp tục vỡ lở ở trong thời gian sắp tới thì đó là cái bình luận của Druck Miller. Có nghĩa là mọi người bây giờ thì nhìn nhận là nó sẽ không xấu như 2007, 2008 đâu đúng không? Ạ? nhưng mà nó sẽ xấu dần đi đúng không ạ? cho tới khi nào mà Fed họ ngừng cái việc QT tại vì tháng 6 sắp tới Khi cả Fed họ không nó lãi suất nữa nhưng mà mỗi tháng hiện tại thì Fed vẫn rút khoảng 95 tỷ USD ra khỏi thị trường tài chính đó khi nào mà Fed ngừng QT thì cái áp lực đối với thị trường đối với kinh tế là nó mới có thể giảm bớt được về cơ hội thì uh, Rocket Miller cũng chia sẻ rằng là trong cái giai đoạn khó khăn này thì có thể sẽ có rất là nhiều cơ hội uh, về đầu tư cho chúng ta đó thì mình nghĩ là chúng ta có thể tập trung vào những cái tài sản mà yếu tố cơ bản tốt đó không chỉ có gọi là trong thị trường crypto mà còn có các thị trường khác cái này thì bản thân mình thì tập trung crypto rất là nhiều nên mình cũng không biết các thị trường khác như nào mà chắc chắn nó sẽ có rất là nhiều những cái tài sản mà tạo ra dòng tiền tốt có thể là bất động sản có thể là chứng khoán có thể là những cái uh, những cái công ty những cái doanh nghiệp mà các bạn quen biết các bạn thấy là nó hoạt động rất là tốt nhưng mà vì một cái lý do về đòn bẩy nên là chủ doanh nghiệp đó đang gặp vấn đề về thanh khoản hạn thì bây giờ các bạn hoàn toàn có thể gọi là vào có thể giúp họ thanh khoản và có cổ phần ở trong cái công ty ở trong cái doanh nghiệp đó. đó. Nếu mà doanh nghiệp đó doanh nghiệp tốt và đang chỉ gặp vấn đề về dòng tiền tạm thời thôi. Đó. À, ở đây thì chúng ta có cái danh mục của Berkshire Hathaway, danh mục đầu tư của của Warren Buffett. Các bạn thấy là toàn là những cái công ty rất là bình thường thôi, không phải là những cái cổ phiếu tăng trưởng mạnh gì cả. đều là những cái công ty có mô hình hoạt động rất là rất là bình thường và có cái dòng tiền ổn định. Hiện tại thì chúng ta thông tin là rất là nhiều doanh nghiệp lớn ở Việt Nam đã phải bán gần hết tài sản đi cho thấy được rằng là có cái sự không thực sự ổn định về tài chính ở trong doanh nghiệp của việt nam chúng ta nên là trong cái giai đoạn khó khăn thì họ đã phải bán tài sản đi cái điều này thì tất nhiên là giúp doanh nghiệp tồn tại nhưng mà mình nghĩ là những cái chủ doanh nghiệp này về sau thì sẽ khá là khó tại vì cái quyền kiểm soát của họ đối với cả doanh nghiệp của họ là nó sẽ giảm đi và cái sự chi phối của những nhà đầu tư bên ngoài nó sẽ lớn lên có thể là trong giai đoạn trước khi mà dòng tiền rẻ chẳng hạn thì uh, cái sự tăng trưởng uh, nó thu hút mọi người quá nhiều và chúng ta uh, sử dụng đòn bẩy lớn và bây giờ thì khi mà khó khăn hơn thì mọi người phải bán tài sản đi để mà giải quyết cái vấn đề về cái thanh khoản trong ngắn hạn khá là buồn về thị trường crypto chúng ta có thông tin là các market maker lớn từ mỹ uh, như là jump jump trading và jane street đã phải uh, uh, rút bớt cái hoạt động của mình ở trong thị trường crypto đi tại vì cái rủi ro luật pháp và chính sách sự ra đi của Alameda Research ở trong cái giai đoạn trước thì đã khiến cho thanh khoản thị trường bị giảm đi rất là nhiều và thị trường có những cái đợt uh, uh, giảm và tăng rất là mạnh, rất là bất ngờ. Bây giờ chúng ta lại có sự ra đi của hai cái ông lớn này, à, thì thực sự là khi các bạn trading định các bạn sẽ cần phải cẩn thận rất là nhiều. Mình nghĩ là nên luôn luôn có cái phương án về cắt lỗ cũng như là nếu mà chúng ta không có fixed stop loss thì chúng ta phải bắt buộc là sử dụng một cái đòn bẩy thực sự là thấp mình khuyến cáo là nên sử dụng cái ETF BTC up BTC down ở trong Binance đó. đó thì đòn bẩy nó chỉ khoảng 1,5 cho tới khoảng hơn 2,5 thôi. Đó thì nó sẽ rất rất an toàn tại vì cái cơ chế thanh lý là do Binance họ họ vận hành. Nếu chúng ta muốn đánh đòn bẩy đối với Bitcoin thì sử dụng BTC up thôi. Đòn bẩy tối đa là khoảng 2,5 thôi. Đó thì mình nghĩ là an toàn nhất. Còn tốt nhất là nếu mà đánh nhỏ, đánh ít thì chúng ta có cái stop loss riêng của chúng ta thì sẽ là ổn đúng không ạ? Nhưng mà đánh lớn có thể là không được loss thì phải sử dụng cái mức đòn bảy thật thật là nhỏ thôi đứng hai đòn bảy lớn thì hôm qua là các bạn thấy là nếu đòn bảy lớn mà không stop loss mà chúng ta đánh Cái khoản quá lớn thì chắc chắn là cái phần đó sẽ bị rất là dễ bị cháy rồi đúng không à, hiện tại các bạn thấy là những cái market maker lớn nhất ở thị trường thì vẫn là những market maker của châu âu ví dụ như là winter Mew này hoặc là optiver optiver thì cũng giống như là gen street thì họ cũng tạo thị trường cho cả những cái thị trường truyền thống luôn đó Cuối tuần rồi chúng ta có sự kiện là Binance đã phải đóng không cho rút Bitcoin khỏi sàn nữa vì lý do là mạng Bitcoin phí tăng quá là cao nên là Binance là họ phải tạm thời đóng lại để mà điều chỉnh cái phí giao dịch đó. À, vấn đề này thì đã được giải quyết vào khoảng à, sáng thứ hai và Binance họ đã mở cái Bitcoin Lightning Network một cái giải pháp Layer 2 của mạng Bitcoin để cho mọi người có thể sử dụng để mà nạp rút Bitcoin với cả cái phí rẻ hơn và tốc độ nhanh hơn. Bây giờ thì mọi hoạt động à, nạp rút ở trên Binance đối với Bitcoin thì đã à, trở lại bình thường rồi và chúng ta thấy được rằng là ngày chủ nhật và ngày uh, thứ hai thì có một lượng bitcoin rất là lớn được nạp vào binance thì có thể ở uh, đây đây có thể là lý do tại sao mà giá nó sắp rất là mạnh hôm qua cái này thì mình cũng chia sẻ rất là nhiều ở trong uh, telegram rồi lý do tại sao mà binance phải uh, ngừng không cho rút bitcoin đó là bởi vì phí giao dịch ở trên mạng uh, bitcoin network đã tăng rất là mạnh bởi vì cái trend uh, meme coin uh, meme coin khả năng là nó là một trend sớm nổ tối tàn thôi ở trên cái mạng uh, Bitcoin Network uh, cái chuẩn BRC20 khả năng cái trend BRC20 này là sớm nổ tối tàn thôi đó nhưng mà coi là ra là hệ sinh thái của Bitcoin liệu có bền vững chúng ta có một ý tưởng là chúng ta sẽ phát triển uh, Bitcoin giống như là chúng ta phát triển Ethereum vậy xây dựng một hệ sinh thái lớn như vậy có rất là nhiều cái ứng dụng về like DeFi rồi Oracle khác nhau như vậy đó nhưng mà bản thân mình nghĩ rằng là Bitcoin hiện tại nó đầy đủ những cái tính năng để chúng ta sử dụng cho những cái mục đích về chuyển tiền cũng như là làm hợp đồng đơn giản rồi. Có thể các bạn à, nghĩ Bitcoin nó chỉ có thể chúng ta chuyển tiền thôi thì thực ra là không phải như vậy. Khi Bitcoin được sinh ra nó đã có những cái ngôn ngữ lập trình của nó rồi và cụ thể đó là ngôn ngữ script. Các bạn có thể viết được những câu lệnh uh, if then else uh, cơ bản đúng không ạ để mà chúng ta có những cái hợp đồng thông minh ngay trên Bitcoin network rồi chứ không phải là Bitcoin network là nó không cho chúng ta làm gì khác ngoài việc chuyển tiền. À, những bạn nào quan tâm chúng ta có thể lên trong web là Sailor Academy để mà học về cái 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 này ở trong này thì người ta hướng dẫn rất là nhiều về uh, hệ thống Bitcoin đó uh, thì uh, các bạn có thể uh, uh, sử dụng cái ngôn ngữ lập trình đơn giản này để mà làm một số những cái tính năng đơn giản ví dụ như là những cái hợp đồng những cái điều kiện chẳng hạn Bitcoin thì thực ra nó có những cái smart contract function như vậy rồi chẳng qua là nó đơn giản hơn so với Ethereum rất là nhiều thôi nhưng mà bản thân mình thấy là nó cũng đầy đủ để chúng ta làm những cái hợp đồng đơn giản đó người ta nghĩ rằng là phải xây thêm cái này kia bitcoin network cái bitcoin network mới có cái tính năng của nó nhưng mà mình nghĩ là hiện tại đã có đầy đủ tính năng rồi và bản thân mình phỏng đoán rằng là hiện nay đã có rất là nhiều tài phiệt lớn sử dụng và uh, lập trình script của bitcoin để mà thỏa thuận xuyên biên giới với cả nhau ở trên bitcoin network rồi à, nếu mà thật vậy thì cái giá trị của bitcoin bên ngoài việc nắm giữ nó để chờ nó lên giá rồi bán người khác thì nó vẫn còn rất là lớn đúng không ạ ngoài cái giá trị về đầu cơ thì còn cái giá trị về sử dụng rất là nhiều nó chẳng qua là À, mỗi người chúng ta bình thường chúng ta không sử dụng nó làm gì thôi nhưng mà mình nghĩ là những cái nhà tài thiệt lớn chắc là nó sử dụng bitcoin network rất là nhiều ok đó là những cái thông tin mình muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin chào các bạn ở trong video sau